Ngày hôm nay, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý, các tăng ni Phật tử và toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu và cùng đến với câu lạc bộ dưỡng sinh thôn Mép qua tiết mục dưỡng sinh đội lễ lên chùa. Sau tiết mục đội lễ lên chùa sẽ là tiết mục múa vào chùa của đội văn nghệ chi hội phụ nữ 61. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ đi lên đi chùa. Xóa hết đi lỗi lầm.